anh bưng qua cái thằng kia. Em mới ra ngoài. Em mới ra. Tính cái đĩa đây chứ này. Đó, ngoài đây, cái đĩa đó, cái đĩa. Bưng ra nhé. Đấy là đĩa. Đĩa cái đĩa xong chưa đi? Đĩa cấn đĩa xong. Ờ, bỏ luôn cái đĩa lên luôn đi. Lấy cái đĩa khác, căng cái đĩa. Không, thì nó ra cái bò. Vương này cũng nhiệt tình lắm, anh nói thì còn để tiền là để là có đát đâu, hôm nay là anh mua được. Thế sao, sao không có là bảo thế? Thế thì Vương như đứa là không có cái nước rồi. 4-5-8 đó. Đó nói anh mua với nước rồi mà. Bảo thế bọn em đi lên đây lấy chứ. Anh mua em nói bên Phương rồi. Anh họ đang cỏ gió em mà mua lây này món thôi, em không có nón gió bao nhiêu hết trơn á. Anh nói thì của anh là anh cũng mua, nó là tốn 500 tiền rồi thì sao lại ăn rồi. Không có nó. Ở đó cái thùng xốp nhỏ quá. Mấy mấy tuổi chị thùng? Không đến. Một tuổi. Rồi, em chuẩn bị vô thùng. Đồ đúng đó thôi. Một tuổi đã rồi. Lấy cái sừng tổng tổng lập. Hát mà không gã là cái hình con gã. Trên tiếng được không? Em gian nữa. Tạm dục em bao vô. Từ sẽ bóc 100 mình trang quanh. Em ăn. Rửa cái để bọc khô chèn chèn quá. Đó đi hầu đó cũng. Dạ. Con thì họ tắm. Đây thôi ăn giữ giữ mười ái chứ là người ái biết rồi chỉ bằng kem biết rồi sao.
Rồi bấm một rồi. Đó, điện thoại ra chụp ảnh đi. Lấy cái điện thoại ra chụp ảnh đi. Ừ, ha. Má rảnh xuống tôi bùi rồi. Mở cái tục bự ra hả? Dạ dạ thương thương thương. Thương. Đâu đó. Tấn hả? Má đứng ở bên kia ngồi luôn. Ngồi luôn. Anh Trình á, anh Trình. Cái Trình cũng quẹt cho mình. Rồi mà đi lên 500 đây. Rồi giáo, rồi kẹo á. Mình đưa cho họ. Người trai ngân tiền luôn à. Mua đi đi hả? Mua đi hả? Mua đi hả? Mật khẩu hay là dạ, bà biến nhé? Dạ, bố đi có thẻ. Bố đi có thẻ đây. Không bấm đâu. Nhận cái bấm sáng xuống, anh bấm đây. Bấm đây tầm em. Bấm đây ít.